Chiều ngày 11 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị ra soát triển khai công tác tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh tại công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan. Cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng phương tiện phối hợp tham gia tại công ty cổ phần Mía đường Sơn La năm 2024, dự kiến được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 10 tới đây. Thời gian tập luyện là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9. Đây là sự kiện lớn về lĩnh vực an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có quy mô cấp tỉnh. Đến thời điểm này đã có đủ 41 trên 41 cơ quan đơn vị đăng ký tham gia với tổng số 540 người và 60 phương tiện ô tô xe máy. Chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức diễn tập, công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng, công ty cổ phần mía đường Sơn La khảo sát lên phương án và xây dựng kế hoạch để tổ chức diễn tập. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập, thành lập ban chỉ đạo, ban chỉ huy diễn tập đồng thời phối hợp hoàn thiện kịch bản tổng thể diễn tập, chi tiết diễn tập, xây dựng cơ chế diễn tập, ra soát các điều kiện về an toàn cho lực lượng phương tiện trong quá trình tập luyện diễn tập và thống nhất công tác hậu cần phục vụ diễn tập. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh để triển khai các công việc cho diễn tập đảm bảo kịp thời. Ban chỉ huy diễn tập và các bộ phận giúp việc xây dựng kế hoạch luyện tập chi tiết, hiệu chỉnh phương án qua quá trình tập luyện đảm bảo khoa học, diễn biến phù hợp sát với thực tế tại cơ sở. Huyện Mai Sơn và công ty cổ phần mía đường Sơn La chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất phục vụ cho diễn tập, tăng cường tuyên truyền mục đích ý nghĩa của cuộc diễn tập, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan, địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.